Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful in daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in yes.
sẽ duyên ta. Bà Nguyên cũng khen hay hay khi nhìn đám cưới mình tay trong tay, hai bên đàn gái đàn trai chúc mừng dâu rể bạc đầu trăm
chúc nhau nồng ấm yêu thương. Mừng ngày thành hôn có một người yêu mãi một người. Mừng ngày thành hôn có nụ cười chia sẻ nụ cười. Mừng ngày thành hôn có một người yêu mãi một người. Anh trai của
bố chú rể, đây là về đằng nội, và ngoài kia là các bác, là các chú, rồi ngoài kia như là trong này có bác Hùng hả? Bác Trung ạ. Bác Trung là đại diện họ nhà gái, ở bên đằng gái của bên nhà trai, bên ngoại đây mẹ, bên ngoại của bên mẹ của ba ngoại và chú rể. Vì điều kiện bên ngoài kia là các bác, các dì, các cô. Ngoài kia cũng cả chất khác như vậy, gia đình nhà gái giới thiệu để chúng tôi làm quen. Tôi xin đại diện cho bên ngoài có một lời chào gửi tới là các ông, các bà con, cô bác, cô chú, cô dì có mặt trong buổi hôm nay và ngày hôm sau. Để lời chào đó có để sự tấm lòng đoàn kết giữa hai gia đình và hai họ. Vì chúng ta hai gia đình gái họ thì người như thế người tự sự, người miền Bắc có, miền Trung có, miền Nam có. Bây giờ hôm nay chúng ta gặp đây, gặp nhau đây, người đó là Hà Nội Hồ Hoa, và làm thế nào để chúng ta xây dựng ngành của các cháu là 8 năm kể tóc được là sự là hoàn nghi hoàn nghi. Đó là lời của tôi. Thì hai người thì xin giới thiệu, tôi là bố của ông Khá, mà tôi là năm nay là 83 tuổi. Con Khá thì có như là để nói là có 7 đứa, một con gái, 6 đứa trai. Mà như ở chỗ đấy đáng lẽ ra thì hôm nay thì ngày vui của cháu á là đầy đủ, nhưng mỗi điều rằng là bây giờ là xa cách cho chị chỉ có đại diện. Thì xin giới thiệu là ở đấy á là ông đây là ông suy ra của ông đây là con gái của ông đây là con, ông đây là con thầy tức. Thế ông này là ông rể, ông rể và bà này á là con gái tôi, mà tôi chỉ được một áo con gái. Ông rể đây có ông rể là con gái á, con gái thứ hai. Con chị đâu, chị giấu đâu, chị này. Thằng lè ra thì là anh đâu phải vào đấy, nhưng mà vừa điều kiện xa cách nên là làm bà vào. Bà ấy là con là nắm được. Mà người, hai người, hai đứa con là một người ở Bắc Đâu, một đứa là ở Bình Dương. À, thì gì vậy? Thì còn ra ngoài nữa thì như thế là không nên là thứ sáu. Còn một nhiều nữa, còn thứ bảy. Còn riêng về ba này á nó đẻ được hai năm lần, năm là ba lần mà năm năm nó nhập nhiều trận sinh nhật nó bốn lần nó sinh ba lần nó bốn cháu anh nhiều trận sinh ba lần nhiều cháu mà toàn là trái cả tôi sẽ đi tất cả vào năm chủ đây con hôm nay thì ông không muốn ngủ ngủ cháu cũng phải đèn mới không được. Ông rất chi tiết. Được các ông chỉ điều rất chân tình. Và hôm nay thì về từ niềm hạnh phúc của hai cháu về cộng với đến nội bên ngoài cộng người cháu người con người vú của hai á được hoàn mỹ, và thứ hai nữa cũng muốn làm thế nào được người giấu hiền dạy học, đó là quan trọng mà thương thương với đời cháu. Bây giờ làm thế nào thực hiện được mấy cái lời nói đó, mấy cái hai câu đó có được hay không? Do bản thân mình. Cái đó là xin đọc của cô xin chúc. Dạ, cảm ơn ông ạ. Còn xin giáo mọi người gái, chúc cho chúng tôi được đón cháu dâu ra trong chương trình. Thank you.
bánh và kem thập lên. Thì xin phép gia đình, nếu từ gia đình nếu hôm nay mà có lên đèn thì xin phép là hai cháu và trong đó là có nạp tạ cho này là 8 triệu. Thì mở ra thì như thế này, đây hôm nay là để làm thai theo cái sự nhất trí và ban bạc và đồng thời thống nhất giữa hai bên. Không được, bây giờ thống nhất rồi thì bây giờ bên nội thực hiện theo cái ý đồ của bên ngoài thì có thể chấp thuận hoàn toàn. Đúng không? Còn ngoài ra cái thủ tục làm đấy thì như thế thì ở đấy thì tôi sẽ để cháu là phải dâng hương cho cả cái bộ tiền một hai cháu. Còn toàn bộ thì về cái vấn đề này thì có rất ít và chấp nhận cái lời này, không có gì sai phạm.